Hello anh em, chào mừng em trở lại với kênh của Thiện Harley. Và hôm nay là một video chia sẻ anh em ha. Hôm nay là một cái video thì Thiện tính làm một cái series này. Thì không biết chia sẻ với anh em thì anh em thấy sao. Thì Thiện sẽ làm một cái chuyên mục riêng. Đó là có thể bạn chưa biết. Thì chuyên mục đó sẽ nói về những cái sản phẩm, những cái thông tin liên quan tới Harley Davidson. Thì hoặc là có những cái chủ đề nào đó hay, anh em cứ để lại dưới comment để cho Thiện làm ha. Thì video này không có bán hàng nha, không có giới thiệu xe gì hết. Thì đây là một cái video chia sẻ thôi. Thì Harley Davidson là gì? Nhiều anh em có thắc mắc như vậy không? Harley Davidson là gì? Có thể là cũng đã nghe ở đâu đó rồi, hoặc cũng có thể là biết sơ sơ rồi. Nhưng Harley Davidson là gì? Ok, hôm nay mình cũng tìm hiểu coi Harley Davidson là gì với Thiện nha. Ok. Ok anh em ha. Thì bây giờ thông tin tìm hiểu thì rất là dễ rồi. Anh em chỉ việc lên trên Google, anh em gõ một cái là ra. Thì dành cho những anh em nào mà mình gọi là muốn quan tâm hơn về Harley thì Thiện có thể chia sẻ. Hồi xưa trước khi vào Harley Davidson, Thiện cũng có một cái câu hỏi tương tự như anh em. Harley Davidson là gì? Thì nếu như sợ ở trên Wikipedia thì Thiện sẽ đọc nguyên văn là như thế này anh em ha. Gọi là nó gọi là academic chút xíu ha. Rồi, hàng lâm á, Harley Davidson hay còn được viết tắt chữ H gạch D, chứ không phải HD Sison nha anh em. Hay gọi là Harley là một nhà sản xuất xe máy Mỹ được thành lập năm 1903 tại Milwaukee, Wisconsin. Milwaukee, Wisconsin này nó là một cái trong những cái tiểu bang lớn ha, của gọi là cái bang Wisconsin. Đây, để Thiện bấm vô Thiện đọc tới đâu Thiện phân tích cho anh em luôn. Wisconsin là tiểu bang miền Trung Tây của Hoa Kỳ. Đó là nền kinh tế vùng đồng quê vốn dựa vào lông thú, sau đó là khai thác gỗ, trồng trọt, chăn nuôi bò. Đó rồi. Đó, còn Milwaukee là gì? Milwaukee là cái thành phố lớn nhất trong tiểu bang Wisconsin, là thành phố lớn thứ 25 của Hoa Kỳ. Đó, thì Milwaukee là cái nôi, là cái nơi mà sinh ra cái hãng xe Harley Davidson. Đó, và Harley Davidson là một trong hai nhà sản xuất xe máy lớn của Mỹ đã sống sót qua cuộc đại suy thoái của Mỹ. Đại suy thoái là như thế nào? Đại suy thoái thì theo như ở trên đây họ ghi là đại khủng hoảng anh em ha. Là cái thời kỳ mà suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra hầu hết trong những năm 1930, thì lúc đó mình chưa có đẻ ra. Cho nên là mình chỉ dựa vào những cái thông tin có được ở trên Internet để mình chia sẻ lại. Bắt đầu là ở Hoa Kỳ anh em ha. Thời gian diễn ra cái cuộc đại khủng hoảng này là khác nhau trên thế giới, nhưng mà nó sẽ là ở hầu hết các quốc gia. Và nó bắt đầu vào năm 1929 và kéo dài đến cuối những năm 1930. Thì Thiện nhớ thì sau cái đợt này cũng là chiến tranh thế giới thứ nhất là sao anh em? Chiến tranh thế giới nhất xong sau chiến tranh thế giới thứ nhất đó thì là đại khủng hoảng anh em ha. Thì hai cái công ty xe máy sản xuất lớn nhất ở Mỹ là một là Harley Davidson, còn lại là Indian. Thì Harley Davidson là 1903, còn Indian là 1901 anh em ha. Thì đó, thông tin cơ bản vậy thôi. Thì Harley Davidson là một cái hãng xe sản xuất xe máy Mỹ vậy thôi. Còn lại thì nếu như mà chuyên sâu hơn một chút xíu nữa thì mình sẽ hiểu về cái câu chuyện tại sao lại là Harley Davidson. Đó, giờ Harley Davidson hình thành từ những ai, những con người nào thành lập, thì Thiện sẽ chia sẻ thêm cho anh em. Cái thông tin này ở trên mạng có nha anh em. Những anh em nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn á, đọc sâu hơn về Harley Davidson thì có thể lên trên Internet gõ ra thôi. Nguồn gốc thú vị vậy thôi. Thì đố anh em
Harley Davidson khi mà họ ra cái tên công ty như vậy thì cái sản phẩm đầu tiên họ làm là cái gì? Chuyện bật mí là chắc chắn là không phải là xe mô tô rồi đó. Mà là xe đạp anh em. Xe đạp điện nha, xe đạp điện, bởi vì cái thời đó cái xe đạp á nó mảnh quá, nó mỏng quá, làm sao mà có thể gắn cái động cơ lên được. Ha, động cơ bằng chạy bằng nhiên liệu là không thể nào được, cho nên là làm xe điện. Đó, nhưng mà lại cuối cùng là trở thành một trong những cái hãng xe mô tô lớn nhất, thương hiệu đẳng cấp nhất và gọi là huyền thoại của thế giới sau này. Bây giờ thì hãng đã trải qua 121 năm rồi anh em. Năm 2023 là 120 năm, còn năm nay là 121 năm. Một cái công ty mà có cái lịch sử tới một trăm mấy chục năm như vậy thì thật sự là rất là hay anh em ha, đáng để mình tìm hiểu thêm. Rồi, Harley Davidson là một trong những nhà sản xuất xe máy mang tính biểu tượng nhất trên thế giới. Đúng, chính xác, về brand là số 1 rồi đó anh em. Nếu mà nói về xe hai bánh mô tô thì brand là số 1. Có thể có những có cái phản biện như thế này, anh em sẽ thiên về gọi là xe Nhật ha, vì xe Nhật nó dễ tiếp cận, nó bình dân với lại cái đại đa số anh em Việt Nam mình ha. Hoặc là có thể những anh em nào thích này gọi là Ducati hay là như thế nào đó, thì tất cả những ý kiến trên đều là mang tính chất tương đối thôi. Kể cả Thiện nói ra cũng là mang tính chất tương đối thôi, không có cái gì là tuyệt đối hết ha. Quan trọng là mình thích cái brand nào, mình sử dụng nó, mình yêu thích nó, cho nên là nó mới có nhiều cái hãng xe. Quan trọng là vẫn là chung một cái sở thích thôi, đó chính là sở thích, thích dịch chuyển, thích được chạy mô tô ha, thích được gọi là cơ khí, thích được nghe cái âm thanh, thích được mày mò, thích được độ những cái chi tiết gọi là khí động học, yêu cơ khí đó. Thì như bản thân Thiện là một người thích xe dịch đó, thích đi phượt bằng xe mô tô ha. Dĩ nhiên xe máy bình thường vẫn đi được, nhưng mà nó sẽ không có nhiều cảm xúc, không có nhiều trải nghiệm như là anh em chạy mô tô. Đó lý do tại sao là nhiều anh em nói là chỉ là điểm A tới điểm B thôi thì đi xe gì giá được. Đúng, đi xe đạp cũng được vậy, nhưng mà trong thằng đi ô tô hoặc đi ô tô thì nó sẽ khỏe đúng không, nhưng mà từ điểm A tới điểm B thì nó sẽ có A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 cho tới điểm B, B1, B2, B3 thì nó sẽ chia nhỏ ra. Thì trong những cái quãng đường đó, những cái cung đường đó, mình sẽ có những cái trải nghiệm, những cái cảm giác, những cái feeling khác nhau, những cái cung bậc cảm xúc khác nhau khi mà mình chạy mô tô. Chạy mô tô phân khối lớn thì anh em sẽ sương gió nè, anh em sẽ bụi bặm nè, sẽ phong trần hơn ha, sẽ không có được sướng như là ngồi ô tô máy lạnh ngồi mát ta, nắng không tới tay, gió không tới mặt đó, kiểu vậy. Thì nhưng mà thật sự ra đó là khi mà mình chưa thật sự trải nghiệm xe mô tô ha anh em ha. Khi mà mình trải nghiệm xe mô tô mình sẽ có một cái nhìn khác. Nhiều anh em sẽ là sợ nè, Thiện nói hơi sorry xíu nha, hơi sợ chết đi, không dám chơi xe mô tô, rồi sợ tốc độ, rồi sợ công an, rồi sợ không có tiền nuôi nổi, hay là bla bla bla, rất rất là nhiều thứ. Thiện có một cái câu khá là hay nè anh em, one day all day one. Câu này thì cũng của một diễn viên nổi tiếng người Mỹ ha, The Rock Dwayne Johnson, anh The Rock á, anh đồ giật Mỹ xong rồi đóng mấy cái phim á đó. Thì một ngày hoặc là ngày một, rất là hay, có nghĩa là một ngày nào đó tôi sẽ chơi, một ngày nào đó tôi sẽ làm cái công việc đó. Đừng có nói chơi mô tô ha, một ngày nào đó tôi sẽ làm cái việc đó, hoặc là tôi bắt đầu làm việc đó ở ngày một, ngày đầu tiên là ngày một là tôi bắt tay vô tôi làm. Thì xe mô tô cũng vậy. Thì biết ở ngoài kia cũng có nhiều anh em vẫn còn một cái bài toán kinh tế. Dĩ nhiên thì không thể nào nói là anh em cứ vào mua xe Harley Davidson, chắc chắn cái xe Harley Davidson cái giá trị nó khá là cao anh em ha, nó ngang ngửa và có khi hơn những chiếc ô tô phổ thông. Nhưng mà được một cái anh em biết không, anh em không thể, anh không có bắt đầu từ Harley Davidson cũng được, nhưng mà anh em có thể bắt đầu từ những chiếc xe côn tay bình thường, những chiếc xe tay ga bình thường, hoặc rồi từ từ anh em lên cc 150, rồi 200, rồi 250, 300, rồi cứ lên đó từ từ. Tất cả mình phải đi từ từ lên, chứ không ai mà
tự tin vũ được xương tình, mới một cái một đồ ào vô chơi liền cái xe lớn to 1,000 mấy, 1,800, 1,900 vẫn được anh em, vẫn được, nhưng mà cái trải nghiệm nó sẽ không tốt bằng, anh em sẽ không có được cái tầng theo từng cái tầng theo cung bậc mà anh em trải nghiệm qua. Rồi trở lại vấn đề chính đi ha. Thì Harley Davidson được thành lập vào năm 1903 tại Mỹ bởi William Harley và ba anh em Davidson là Walter, Arthur và William. Thì sau hơn một thế kỷ thành công thì công ty hiện thuộc sở hữu đại chúng với hơn 138 triệu cổ phiếu đang lưu hành tự do và hơn 24,5 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu công ty. Đó là những cái thông tin cũng đáng để mà mình cân nhắc để mình đưa vào thêm ha. Thì thật sự ra hai anh em họ cái anh cái cụ mà gọi là cụ William S. Harley với lại cụ Davidson á, anh em nhà Davidson á, thì họ mới đầu chung nhau về cái ý tưởng là làm cái xe ha. Thì William Harley và Arthur Davidson gặp nhau vào cuối những năm 1980 và trở thành bạn bè vì có chung sở thích về cơ khí và thiết kế anh em ha. Thì vào một đêm á, thì khi mà ra ngoài thị trấn thì cả hai tình cờ dự khán cái màn biểu diễn đẩy mạo hiểm trên sân khấu của Idol Hell, một nghệ sĩ tập kỹ nổi tiếng. Mặc dù có nhiều tiết mục hấp dẫn để theo dõi nhưng Harley và Davidson chỉ quan tâm tới thiết kế mà Hell dùng để tự đẩy mình băng ngang qua sân khấu đó. Đó là một chiếc xe ba bánh chạy bằng động cơ xi lanh đơn. Thiết bị này đã khơi dậy cái trí tưởng tượng của hai chàng trai và có một cái cuộc cách mạng trong chế tạo mô tô. Một cái backstory rất là hay, hấp dẫn anh em ha. Thì đôi chút xíu về cụ William S. Harley. Thì cụ Harley sinh năm 1880 tại Milwaukee, Wisconsin, Mỹ, ở là đặt trụ sở chính ở đó luôn anh em ha. Thì thời thơ ấu của ông thì ông ít người biết lắm. Chỉ khi tới năm 15 tuổi anh bắt đầu làm việc cho một nhà máy sản xuất xe đạp. À thì ra cái nền móng là làm ở nhà máy xe đạp. Lắp ráp những cái bộ phận và sau đó là cái người phát thảo. Thì sở thích của Harley đối với xe đạp cùng với lại cái thiên hướng cơ học bẩm sinh, có nghĩa là cũng phải là thiên tài, đã khơi dậy cho ông ý tưởng về xe hai bánh có động cơ. Xe hai bánh có động cơ anh em ha. Đó thì như nãy Thiện nói thì xe đạp nhưng mà gắn xe đạp điện đó, chứ chưa gắn được động cơ ha, tại vì nó nặng. Chỉ gắn được động cơ nhiên liệu anh em ha. Còn Arthur Davidson thì sinh năm 1881, nghĩa là nhỏ hơn William S. Harley 1 tuổi. Cũng tại Milwaukee luôn anh em ha. Mấy ông này là sinh cùng quê, trong gia đình có 5 người con. Người ta cũng rất là ít biết về Davidson. Khi trước cho tới khi mà ông được thuê làm thợ tạo mẫu tại Bosch. Cái chữ này hơi khó đọc anh em ha. Bosch MSG Company. Thì cái thú tiêu khiển yêu thích của ông khi còn bé là đạp xe đạp tới những địa điểm xa xôi ở Wisconsin để câu cá. Thì nói chung là cũng là dân phường. Cũng là dân phường anh em ha. Rồi đó, đợi một xíu có mới có tin nhắn là trên màn hình thì quét qua xíu anh em ha. Thì sau khi mà có coi cái biểu diễn tập kỹ đó thì họ đã quyết định nảy ra cái ý tưởng đó. Cả hai bắt đầu làm việc tại một cái nhà kho nhỏ đó, sân sau của nhà anh của cụ Davidson đó. Thì hiện giờ nếu như anh em mà đi được cái bảo tàng Harley Davidson ở bên Milwaukee á, thì anh em sẽ thấy có một cái nhà kho nhỏ, đó là cái công ty đầu tiên mà hai người bạn là kết hợp lại làm đó, nó nhỏ xíu à đó, và có cái chữ có cái logo Harley Davidson ở đó anh em ha. Thì Harley Davidson 1903 là thành lập rất là nhỏ, rồi khiêm tốn. Tới 1906 là đăng ký độc quyền về âm thanh và logo ha anh em ha. Và tới năm 1910, trong khoảng thời gian đó là người ta cảm thấy là wow, cái tiếng động cơ, cái tiếng âm thanh của Harley Davidson nó quá là đặc trưng, cho tới nỗi mà khi mà chỉ cần đề cái máy, nổ cái máy lên thôi là người ta automatic biết được đó là Harley Davidson, không đụng hàng. Và tất cả các kỹ sư của Harley Davidson đời này gọi là từ đời trước tới giờ vẫn duy trì được cái văn hóa và cái nét đẹp đó, cái gọi là văn hóa, một cái culture. Cho nên là khi mà anh em biết tới Harley Davidson chắc chắn là anh em sẽ ấn tượng với lại cái âm thanh trước, và cũng rất nhiều anh em biker của Harley Davidson là yêu thích cái âm thanh đó anh em ha. Chơi cái âm thanh đó nha, chơi cái âm thanh đó
chơi cái máy đó đó, cho nên đó là một văn hóa đó anh em ha. Đó rồi đó thì nó chỉ vậy thôi, cho tới năm 1903 thì nỗ lực của họ cho ra đời cái nguyên mẫu xe đạp gắn động cơ Harley Davidson đầu tiên. Thì Thiện vẫn nhớ thì nó là khoảng 71cc đó anh em. Đó. Thôi rồi, để Thiện coi thêm có những cái thông tin nào mà để cho anh em gói gọn hơn chút xíu. À, Thiện xin lỗi nha. Cylinder với động cơ 440 phân khối, nhưng mà sau cái năm 1907 thì họ giới thiệu động cơ V-twin. V-twin là cái đặc trưng của Harley Davidson nha anh em, là máy V hai máy. À, Harley Davidson là chỉ có hai máy thôi, máy V ha anh em ha, không có những cái máy ba máy hay bốn máy gì hết anh em ha. Thì lúc đó thì nó ra tới dung tích là 880 phân khối. Họ luôn là ưu tiên làm trên 700cc anh em ha, không có dưới 700cc. Rồi đó là một chút đôi nét về gọi là Harley Davidson anh em ha. Nó rất là nhiều thông tin, Thiện cũng khó có thể tóm gọn cho anh em lắm. Cái kiểu của Thiện là nếu mà thông tin thì anh em có thể tìm kiếm, Thiện có thể hỗ trợ cho anh em, chỉ dẫn cho anh em tìm kiếm rất là dễ, tại vì trên mạng anh em dễ đọc, anh em dễ hiểu hơn. Nhưng mà có những cái khi mà bản thân mình làm ở Harley Davidson, mình là một cái người salesman, một cái người nhân viên của Harley Davidson, thì mình hiểu rõ hơn, mình ngắm hơn về cái văn hóa mình. Đôi lúc đó mỗi ngày đi làm ấy, mình nhìn vô cái này, mình nhìn vô cái kia, mình nghiệm ra được cái những cái hay. Mình wow, thì ra là như vậy. Trong cái chữ là no rule just right đằng sau Thiện á, thì nếu mà quay camera thì nó hơi nghịch chút xíu, nhưng mà là không có luật lệ gì cả, chỉ chạy xe thôi. Thì cái nét văn hóa đó nó cũng là một cái nét văn hóa Harley Davidson, tự do, phóng thoáng, freedom anh em ha. Đó, đó thì tóm gọn lại Harley Davidson nó là không chỉ là một cái hãng sản xuất xe máy lâu đời đến từ Mỹ, mà nó còn là một cái nét văn hóa, một cái cộng đồng chơi. Nếu như anh em hỏi Thiện là tại sao ở Việt Nam đi ra đường hàng ngày thấy ít anh em Harley chạy quá vậy, nhưng mà nó như thế này, ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện là ai cũng phải ngước nhìn, rất là đông. Nhiều anh em nói vui là bầy đàn á, cũng được, bầy đàn hay là nhóm cũng được, anh em dùng từ nào cũng ok hết. Nhưng mà thật sự ra khi á, sắp tới đây nè, sắp tới đây là ngày 24-25 là cuối tuần thứ bảy chủ nhật này, Thiện sẽ đi tour. À, cùng với rất là vinh dự đi tour với của dealer Thiện và anh em Hot Sài Gòn. Hot là viết tắt của chữ Harley Owner Group, là những anh em đã sở hữu xe Harley. Thì khi mà đi như vậy thì sẽ có cảm nhận được rất là tự hào anh em, rất là sung sướng, rất là phấn khích khi mà mình được tham gia một cái đoàn những anh em chạy xe như vậy để đi làm từ thiện nha anh em, chứ không phải là chỉ đi chơi không đâu. Nhiều anh em nói là đi phí thời gian, phí tiền bạc, nhưng mà thật ra nói thật với anh em, cái chuyện đó là không phải là để anh em lo. Bởi vì sao? Mỗi người họ có một cách sống, một cái lifestyle riêng. Anh em không thể nào mà nói tại sao bỏ ra 1 tỷ mua cái xe hai bánh Harley Davidson chi, như tôi sẽ mua cái ô tô. Nhưng mà anh em có bao giờ tự suy nghĩ và hỏi ngược lại bản thân mình là ủa, họ đã có ô tô chưa, họ chắc có mấy chiếc rồi, hoặc cái nhu cầu của họ như thế nào, hoặc là họ không phải là mình, chỉ đơn giản thôi, mình không phải là họ, làm sao mình có thể biết được họ đang có gì, như thế nào, họ suy nghĩ như thế nào. Thậm chí ví dụ như họ chưa có ô tô đi chăng nữa, nhưng mà cái nhu cầu của họ không phải là thích ô tô, họ thích một cái mô tô thì sao, hoặc họ có cả quá trời xe ô tô, họ không thèm đi, họ đi chán rồi, họ thích chơi mô tô thì sao. Nó là như vậy. Giống như Thiện cũng chia sẻ thật, nếu như Thiện có tầm nhiêu đó tiền thì cũng chưa có gọi là phải làm một cái gì đó thật sự là quá là to lớn hay là quá là giàu có, nhưng mà vẫn có thể là ưu tiên cho xe ô tô chắc chắn, bởi vì có gia đình vẫn phải phục vụ chứ anh em, phục vụ gia đình là cái phương tiện di chuyển thôi anh em ha, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhiều anh em ở Việt Nam mình á, thường hay có cái câu là gọi là thước đo của thành công là anh em phải có nhà, phải có xe ô tô, 30 tuổi phải có này cái kia. Mình đừng áp lực cho bản thân mình nhiều quá vậy anh em. Cái thời khắc của mình nó sẽ tới ha, không phải bây giờ thì là sau này. Ai cũng có khoảnh khắc riêng của mình hết, cho nên là anh em cứ yêu đời, năng lượng, tích cực, phấn đấu, làm việc và có ý chí vươn lên, liền chắc chắn vũ trụ sẽ không phụ lòng mình. Cho nên là không có cái thước đo nào gọi là thành công hết. Mình chỉ cần biết
đó thành công là một cái hành trình chứ không phải là một cái điểm đến nhất định anh em ha. Rồi, chia sẻ như vậy thôi. Nếu mà anh em thích video này thì hãy cho Thiện một like, một subscribe, chia sẻ để lại comment cho cái chủ đề tiếp theo sẽ là gì. Còn nếu như mà anh em cảm thấy Thiện nói chuyện nghe chán quá, nghe xào quá thì thôi, cứ để lại comment luôn, Thiện happy, Thiện take it. Có vui, có tích cực, có tiêu cực, Thiện vẫn take it, vẫn nhận lấy. Đó là cuộc sống mà. Cho nên là cảm ơn anh em, hẹn gặp anh em ở những video lần sau nha. Thiện vẫn bán xe ở Harley Davidson, Phú Mỹ Hưng và quận 2. Nếu anh em thích những cái video bán xe, review xe của Thiện, cứ gọi điện cho Thiện ha. Giá cả là sao, rồi review tư vấn làm sao, chiều cao làm sao, xe này phù hợp với mình như thế nào, cứ liên hệ Thiện, Thiện hỗ trợ cho anh em ha. Rồi, cảm ơn em, hẹn gặp anh em ở những video lần sau nha.